is you clean the hole with this one, and then step two with the hook one. Why is everyone so fucking scared? Bích à, quên. Đi cái bóc vô nó bị phỏng tay á. Thì Trân có mua cái cặp vỏ mới, là cái cặp vỏ Messeller, hình như là dòng Mid-Hard MC360. Thì chạy bữa giờ chắc cũng mới chạy à. Mới chạy được có một cung à, một tour hay hai tour gì đó. Thì cái vỏ còn rất là mới. Rồi sau đó có mua thêm một cái bộ Zipless dùng để có thể gắn được cái vỏ mà không cần sử dụng ruột cho những cái xe cào cào. Gắn cái bộ Zipless này vô thì cái vỏ mình sẽ sử dụng như là vỏ không ruột vậy đó. Đó, nó khá là hay. Khi mình có bị lủng bánh xe thì mình vá nhanh, vá đỡ để mình chạy ra cái rừng thôi, để mình tìm được cái chỗ nào mà sửa xe mình vá cho nó chắc chắn hơn. Bữa nay thì mình mới cơ hội test thử một cái bộ vá vỏ xe, nhưng mà nó là cái bộ vá vỏ xe của xe đạp, nó rất là gọn, nhỏ xíu. Nói chung là nhỏ rất là gọn, nhỏ cái này thôi. Nè. Đó. Nó gồm một cái đầu chuyển, chai ga với lại một cái cây. Cái cây này để nhét cái phần cao su vô cho mấy cái lỗ lủng á, bít nó lại. Đó, thì cái bộ nó gồm có 3 món vậy thôi. Hôm nay mình sẽ làm video thử coi cái này nó có xài được không, đem theo nó có ít gì không. Đây là xin hợp. Nó là xin hợp. À, xin lình. Quên. Cái này 90%. Ok. Bây giờ mình đã thử, mình đâm cái cây này xuyên vô cái bỏ rồi. Đó, mình test thử cái bộ này. Cái bộ này là cái bộ giá khẩn cấp. Thì hôm nay John mua cái này, John cũng muốn test thử coi nó có xài được hay không. Bây giờ mình đâm thử cái vỏ này luôn, rồi mình test trên cái vỏ cho đang đi xe của John luôn. Sao? Là xong rồi, chút nữa mình giá bằng cái này. Mình giá dọc, giống như là mấy cái xe tay ga ngoài đường người ta giá lụi đó, người ta đâm vô cái vỏ thôi. Thì mình cũng thử cái đó với lại cái vỏ này, coi nó có thể giúp mình sau khi mình bị bể bánh xe mình chạy được bao nhiêu mét nữa. Hay là với những người chưa có kỹ năng giá xe thì cái này nó có sử dụng được hay không. Nếu không được thì thôi, không mang theo. Cái này đủ sâu chưa anh? Oh, đủ sâu rồi. Đúng rồi, okay. Yeah, very strong, it's a good tire. Yeah, very good tire. Mình nghĩ cái vỏ này rất là tốt. Mình thì cho nó lủng mà nó vẫn còn rất là cứng luôn. Mà bây giờ mình giá thử với lại cái bộ nhiệm vụ này. Bây giờ giá thử là phải đổi cái đầu này. Cái đầu này phải đổi qua cái cây này mới kẹp được cái miếng giá này vô trong cây rảnh này. Rồi sau đó mình mới nhét cái miếng có keo này vô trong cái lỗ. Ok, giờ mình thử. Này dễ mà, giống như mình chưa được chơi nhỏ thôi cái đầu. Đúng không John? Đúng không? Đúng không? Rồi, ok. Cho anh hiểu tiếng Việt đó. Nhưng mà thường á, mình nhớ là cái bộ này nè, ở ngoài đường á, mấy ông thợ cái xe không có cái chai keo nữa. Không xịt miếng keo vô không nữa, mấy ông mới đâm này vô nữa. Mà sao cái bộ này nó không có? Ok, có gì xài đó. Mình thấy nó hơi... Rút út xịt. Got me found it, rau lau. Ok, but maybe I'm not really, really tight. Oops. How's the movie? Good, huh? Oh. Nice. Yeah. Xong rồi. Đó, giờ là cái này nó đâm vô được rồi. Giờ mình chỉ cần cắt xíu thôi, đừng cắt nhiều quá. Cho đất đá gì nó đừng có gị cái này ra. Cắt xíu thôi. Có cái kèm hay gì thì dễ. Không có thì khỏi cắt cũng được, cái này cũng được rồi. Không sao. À, được rồi, ok. Giờ mình thử bơm lên rồi. Thì cái bộ này nó gồm có hai cái bộ phận à, trong đây hình như là khí CO2, còn cái đầu này là cái van chuyển, nó van chuyển từ trong cái đầu cái này để nó đâm đụng cái này, xong rồi nó dẫn cái hơi vô trong cái vòi bơm. Giờ mình mà siết vừa thôi, mình quay cỡ một hai vòng thôi cho nó vừa đụng tới đây là được, đừng có quay nhiều quá là đụng chai đó. Quay bình thường rồi thấy hơi cứng ngưng sau cái này rồi, còn cái đầu lại vừa với cái van luôn, xong rồi mình chỉ việc siết đó. Cái này có cái đầu nè, chỉ cần xoay cái đầu thôi. Đó, càng xoay cứng thì cái van nó càng siết chặt lại. Trong cái bộ nó có cái này nữa. Cái này là để mình bọc ở ngoài cái chai ga nè, mình cầm vô cho nó có lạnh. Cái này quan trọng lắm nha, khi mà không cầm vô cái chai này lạnh lên là nó dính cái tay với cái chai luôn. Về cái phần van, van thì nó sẽ có một cái núm điều chỉnh là đóng mở. Mình sẽ mở khí cho cái khí nó nạp vào trong cái vỏ xe khi mà mình đã kết nối với cái bình. Hoặc là mình đóng lại, mình cảm thấy là cái áp suất lốp nó đủ rồi, mình muốn ngưng, mình không muốn nạp thêm vô nữa thì mình sẽ khóa bằng cái van đỏ này. It's cold. CO2. Nó lạnh chứ đâu. Nó lạnh không? Lạnh. Lạnh. Yeah, it's warm. Close up. Open this and get the PSI gauge out of it. Áp suất của cái này. Ok. Để đi kiểm tra nha.
0.65. 0.65. Bây giờ làm lại một lần nữa nha, one more time cho. Ok. This is zero. PSI. And now I'm check. Ok, thiết bị nó kêu là xong hả? Là 9. 9 điểm sai. 9. Nice. 9 cộng 1 kích. Đúng rồi. Này ok, good. Now giờ mình bơm hơi vô trong tiếp trong cái vỏ. Thì cái vỏ này nó cứng rồi, nhưng mà hồi nãy là mình lỡ xì ra bớt miếng ra rồi, nó không biết là nó đủ cứng chưa. Nên bây giờ mình muốn coi bơm thật cứng luôn nó có xì không. Ok. Bây giờ đang là 2kg nè. Bơm nha. Hơn 2kg nè. Quay. Lên khoảng 2.3kg, 2.2kg nè. Rồi vậy là cứng lắm rồi. Rồi. Bao cứng luôn. Rồi. Bao cứng luôn. Xuống. Không sợ. Yeah. Okay. Okay. No. Okay. Good. And now I don't have to learn to use a spanner and shit. Cái này có thể sử dụng được. Siêu. Sử dụng một lần hay hai lần. Cái này mình chỉ sử dụng được có một lần thôi à. Tại vì mình xì nó ra nào nó có y kim trong cái con này. Nó đục đủ luôn, cái này là xì ra là nó bơm cho bánh là hết luôn á. Nên cái cục này xài được một lần và nó có thể xài được. Ok, nó không không chắc 100%, nhưng mà nó có thể là kết hợp với cái này. Nó giá cho cái vỏ xe mình có thể chạy ra được hết khỏi cái cung đường, hoặc là mình chạy được đến cái tiệm sửa xe gần nhất để mình có thể vá được cái vỏ mình tốt hơn, cứng hơn, chắc hơn, đi lâu hơn. Okay.